Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thoa một giọt này trước khi đi ngủ, lông mày có thưa thớt, mất đuôi cũng sẽ mọc đen, dày và rậm như vừa đi phun xăm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phái Đẹp. Các bạn thân mến, là phụ nữ chắc hẳn ai cũng mong muốn có được cặp lông mày dày, rậm, đẹp tự nhiên. Tuy nhiên không phải ai sinh ra cũng có được may mắn đó. Có rất nhiều bạn bẩm sinh đã phải sở hữu hàng lông mày thưa, ngắn, đứt đoạn, không có đuôi. Bạn biết không, nếu như bạn đang có cặp lông mày chưa ưng ý thì bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng này. Bạn có thể kích thích phát triển lông mày mọc lại, nuôi dưỡng lông mày dài, dày, rậm, đen bằng các nguyên liệu thiên nhiên sẵn có xung quanh mình. Trong video này, kênh Phái Đẹp sẽ chia sẻ với các bạn một mẹo giúp kích thích lông mày mọc nhanh, dày, rậm và đẹp như vừa đi phun xăm. Mời các bạn cùng tham khảo nhé! Ở phương pháp này, các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Nguyên liệu thứ nhất các bạn cần chuẩn bị đó là một ít dầu dừa. Đây là lọ dầu dừa mà mình tự làm. Nguyên liệu thứ hai nữa là một ít mật ong và cuối cùng các bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình khoảng 2 đến 3 viên nang vitamin E nhé. Đây chính là 3 nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên với dầu dừa thì bạn hãy cho khoảng 1 thìa dầu dừa ra. Bây giờ ngoài Bắc trời vẫn còn đang lạnh nên là lọ dầu dừa của mình vẫn đang bị đóng lại. Tuy nhiên mình chỉ cho ra bát một chút là dầu dừa sẽ dần dần tan chảy thôi. Bạn cho một thìa dầu dừa này. Với một thìa dầu dừa này, bạn cũng cho thêm một thìa mật ong vào. Như vậy là tỷ lệ giữa dầu dừa và mật ong là 1:1. Cuối cùng thì hãy chích cho mình lấy dịch của 2 viên nang vitamin E và nhỏ vào bát này. Giờ thì bạn đánh đều tay để cho 3 nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào với nhau là xong thôi. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn này. Rất nhanh phải không các bạn? Chỉ trong vài phút là chúng ta đã có rồi. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn nhé. Với bát hỗn hợp này, bạn có thể để trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần trong vài ngày. Cách để bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Mỗi tối bạn hãy lấy ra một ít. Chắc là bạn chỉ cần lấy ra một lượng chỉ bằng hạt lạc nhỏ nhỏ thôi là đủ. Bạn lấy ra và sau đó để cho hết lạnh để cho các nguyên liệu tan chảy ra. Sau đó bạn vệ sinh sạch sẽ hàng lông mày của mình. Lau cho lông mày khô đi. Bạn lấy bông tăm chấm vào hỗn hợp chúng ta vừa làm. Rồi trải đều lên chỗ mà bạn muốn mọc lông mày. Bạn nhớ hãy trải kỹ kỹ một chút nhé. Sau đó bạn để qua đêm. Sáng hôm sau bạn rửa lại bằng nước mát là xong. Bạn biết không, hỗn hợp này tuy đơn giản nhưng lại có khả năng kích thích các sợi lông mày phát triển rất tốt. Nếu như bạn kiên trì áp dụng mỗi tối trước khi đi ngủ thì chỉ sau một thời gian rất ngắn thôi, hàng lông mày ngắn ngủn thưa thớt của bạn sẽ trở nên dày, rậm, đen và đẹp như điêu khắc vậy. Chăm nghe không bằng một thấy, bạn hãy thử và trải nghiệm sự tuyệt vời của phương pháp này các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và sớm có hàng lông mày như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình.
Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.